trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê, tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Lúa tốt vì bông. Cậu thấy không? Mấy bộ quần áo này mà không có mấy thứ phụ kiện kia, chỉ có một vết xó thôi. À này, tớ thấy mấy bộ đồng phục của bọn mình mà có thêm phụ kiện, đảm bảo là hơi bị tuyệt vời đấy. Này, cậu đến trường hay là đến sàn diễn thời trang đấy? Định biến lớp mình thành phòng thí nghiệm thời trang kỳ quặc của cậu đây à? Gớm, đừng làm người mẫu cho tớ là cả một vinh hạnh to lớn đấy. Kiểu như cậu á, tớ loại từ vòng gửi xe rồi. Con gái con đứa gì mà làm gì có dâu mà nhổ. Ừ, tớ thế đấy. Mà cũng cảm ơn cậu. Nhà thiết kế Mộng La. Mộng La á? La là cái gì? Này, Mộng La là cái gì? Đọc ngược lại đi. Mộng La là Mộng... Tớ giết cậu! Nào! Tớ không đùa đâu! Cậu muốn làm gì thì làm. Mà nói trước là nhóm của Hồng Mỹ đến trường lúc nào cũng đeo phụ kiện đấy. Quên đi! Nhóm Hồng Mỹ làm thì rồi, không bao giờ thèm làm lại nhá. Mang tiếng bắt trước. Hồng Mỹ ơi, sao mắt cậu long lanh thế? Vừa to còn vừa sáng nữa, như đèn pha ô tô ấy. Đèn pha ô tô. Chuyện, mắt tớ lúc nào chả đẹp. Mắt cậu lại còn có màu xanh nữa kìa. Long lanh quá. Nhìn cậu như Tây ấy, ước gì tớ được Tây như cậu. Công nhận, cả ba cậu đều rất giống khoai Tây. Thì làm sao? Đúng là cái đồ kém miếng khó chịu. Kém miếng khó chịu. Hồng Mỹ ơi, có phải mẹ cậu ăn cắp những vì sao trên bầu trời gắn lên đôi mắt cậu không? Sao cơ đấy? Hồng Mỹ, sao cậu không đeo một bên sao xanh, một bên sao đỏ đi? Đảm bảo không đụng hàng 100%. Mừng đi bên. Đẹp thế. Wow. Đẹp thế. Chẳng biết con trai đeo đâu nhỉ? Mua ở đâu? Mua đâu ấy? Mua đâu ấy? Mua ở nước ngoài đấy. Uầy. Kinh đấy. Đắt lắm, các cậu không mua nổi đâu. Thế tiếp nhở. Chiều nay họp khẩn cấp hội trẻ em ở nhà tớ. Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi. Chị úng hết hoa rồi đấy. Không thể như thế được, tớ không thể chịu thua Hồng Mỹ được. À, ra thế. Hóa ra chắc hôm nay cậu nhìn thấy Hồng Mỹ đeo mắt giả, cho nên cậu ghen tị gì, hậm hực chứ gì. Mà sao cậu bảo là Hồng Mỹ đã làm gì thì cậu sẽ không bao giờ làm theo cơ mà. Ừ thì tớ cũng chẳng thèm mắt trước A Mẩy làm gì, nhưng ai bảo A Mẩy cứ lên mặt với tớ cơ. Đường là tớ một nhà thiết kế sắp nổi tiếng mà là phải chịu thua ngăn giả xấu xí đấy à? Thôi, tập trung mà học đi. Sắp thi rồi đấy. Biết rồi, nhưng tớ có cách này. Cái gì? Đúng thế. Với bộ sưu tập phụ kiện sắp ra mắt, tớ sẽ góp phần biến hình bộ mặt thế hệ 9X bọn mình. Xin cậu đấy. Biến hình hay là biến dạng?
Mà cậu không sợ cô giám thị nữa à? Đấy, chính là cơ hội để cậu thể hiện tài năng ít ỏi của mình. Ít ỏi? Cậu lo đối phó với lực lượng giám thị, để tớ tập trung suy nghĩ ra những phụ kiện thật là độc đáo, đẹp đẽ. Thôi xin, tớ suốt ngày phải đi xin lỗi cô giám thị. Cậu biết kinh khủng như thế nào không? Cô giám thị mà nhìn thấy cái mặt tớ ấy, thì lồ lộ hai cái chữ xin lỗi trên mặt đây này. Thế cậu giúp tớ nhẹ giúp tớ bây giờ? Không ai hết. Lo mà học đi. Mà thôi, tớ không học với cậu đâu. Chả tập trung gì cả. Bye bye em dê nhá. Có phải chị em tôi không phải Mai Lâm? Mai Lâm! Ôi cái cuộc đời này. Dê, dê, dê. Phụ kiện. Phụ kiện nào đang hot trong giới trẻ hiện nay nhở? Không được, mình không thể chạy theo số đông được. Mình phải tạo ra xu hướng. Xu hướng phụ kiện mết ba la la. Đúng 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 đúng. Ừ. Nhưng xu hướng phụ kiện gì bây giờ nhỉ? Ôi cái cuộc đời này. Pipa. Bật lại game cũ cho chị. Chỉ có xem đâu. Đã ngủ như con cò, ngáy to như con bò lại còn lem bèm. Ngủ gì mà ngủ? Người ta đang nghiên cứu, đang suy nghĩ về xu hướng thời trang năm 2012. Nhưng mà năm 2012 tận thế rồi. Có ai mặc quần áo đâu mà xu với trả hướng. Tận thế cái gì? Có chết vẫn phải mặc đẹp chứ. Chẳng hiểu cái gì về điện cả. Chị bị nhầm rồi, Eric rất giỏi về điện. Ở bên Mỹ Eric toàn sửa điện thôi. Nói chuyện với em chán chết. Thôi đi ra đi, cho chị suy nghĩ. Suy nghĩ suy nghĩ để tìm ra một loại phụ kiện thật độc đáo mà vẫn che mắt được cô giám thị. Phụ kiện á? Phụ kiện là gì? À, có phải á, là phụ tình nhau xong rồi đi kiện đúng không? Cái này Eric đọc được trên báo rồi. Cuộc tâm sự bạn trẻ đúng không? Chị bị trúng gió à? Tại sao mắt chị như búp bê bị hư thế kia? Chính xác. Lala ơi, chị bị điên à? Có phải là chị bị phụ tình xong bị điên đúng không? Có cần Eric đi kiện hộ không? Có em điên thì có ấy. Chị tìm ra rồi. Đảm bảo động 100% nhá. Mẹ ơi, chị Lala bị điên rồi. Tưởng đâu xa, gần ngay trước mắt. Eric, hãy đợi đấy. Bao năm qua, từng ngày ta lớn khôn, tuổi mộng mơ, chuyện đến mang theo bao. Hãy ban cho.